Ok, xin chào anh em, rất vui được gặp lại anh em trong những cái clip về Auto Chat ở trên kênh Game Today. Đầu clip tôi xin được gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới anh em Minh Quang, anh em Vũ Trần, anh em Nguyễn Khánh Duy, anh em Nguyễn Bá Hưng, anh em Sơn, anh em Nguyễn Hà Văn, anh em Trần Quốc Đạt và cuối cùng là anh em Phạm Xuân Minh. Cảm ơn các anh em đã tiếp tục gia hạn hội viên ở trên kênh để ủng hộ cho tôi, giúp tôi có nguồn thu nhập ổn định hàng tháng. Cảm ơn các anh em rất là nhiều. Anh em thân mến, sau hai cái video clip vừa rồi, chúng ta đã sơ qua nắm được cái meta sắp tới, thì tôi lại quay trở về một cái clip là làm về cái meta hiện tại anh em nhé. Tôi thì chắc là cái đợt này tôi sẽ xen kẽ làm hai nội dung. Đấy. Một là chúng ta sẽ có những cái clip vẫn đang làm về meta hiện tại, và cái thứ hai là tôi sẽ xen kẽ vào đó những cái clip ở trong cái meta sắp tới đây, để anh em có thể có được cái nhìn trực quan trước khi mà chúng ta có một cái update mới anh em nhá. Meta sắp tới thì nó cũng là một cái big update, có rất nhiều những cái thứ thay đổi. Và nếu mà chúng ta làm quen trước đấy, chúng ta tìm hiểu dần dần thì nó sẽ dễ vào hơn là bột một phát tất cả nó nhồi nhét sau khi update chúng ta phải tìm hiểu quá nhiều. Thì thay vì đấy là tôi sẽ lên những cái clip và chúng ta sẽ tìm hiểu dần dần nhá, qua những clip đấy. Thì cái bộ Saman cũng đã giới thiệu cho anh em rồi, tất tần tật về cái bộ Saman mới. Và trong những cái video clip tiếp theo, tôi sẽ giới thiệu thêm những cái bộ khác ở trong cái meta mới, những cái sự thay đổi về những cái con tướng và những cái món đồ nha anh em nhá. Đấy, nên là anh em muốn tìm hiểu về meta mới thì anh em hãy xem, đón xem những cái video clip tiếp theo ở trên kênh của tôi. Và nhớ đừng quên, để mà ra được một cái video hay để phục vụ anh em thì tôi mất rất nhiều thời gian và công sức. Đấy, một cái like của anh em nó không là gì với anh em, nhưng mà đối với tôi thì nó như là một cái sự công nhận những cái giá trị mà tôi làm việc đem lại cho anh em. Đấy, chính vì thế nên là hãy like, anh em hãy like cho cái video clip này để tôi biết được là cái sự đóng góp những cái video của tôi nó có ích cho anh em nha anh em nhá. Nó sẽ là cái nguồn động lực để tôi ra video mỗi ngày phục vụ anh em. Đợt này anh em cũng biết là tôi rất là bận. Đấy, bây giờ là cũng gần cuối năm rồi. Đấy, và đặc biệt là có những cái dự án âm nhạc mới mà đang được triển khai cho cái dịp cuối năm. Ngoài ra, các cái công việc về thiết kế nó cũng khá là bận, do là cuối năm người ta sửa nhà, người ta xây nhà là người ta thường người ta sẽ dọn đến trước Tết để người ta ở. Nên là thường cái công việc về thiết kế là nó cũng sẽ phải hoàn thành trước Tết. Nên là những cái công việc nó rất là dồn dập và nhiều. Chính vì thế nên là cái công việc nó nhiều ấy, nên là cái việc mà cố gắng để làm cái video auto chat ấy, nó cũng là cái cố gắng của tôi đấy anh em ạ. Rất cố gắng đấy. Anh em cũng thấy là mặc dù tôi bận đến như thế, nhưng những cái video clip về auto chat nó vẫn được duy trì ra một cách thường xuyên. Đa phần là có thể nó là gọi là hàng ngày được rồi đấy. Có khi là một tuần là tôi chỉ xin phép một ngày tôi nghỉ thôi, là không ra clip auto chat thôi. Đấy, có rất nhiều anh em là cũng biết về cái việc là tôi đợt này tôi bận, nên là anh em cũng khá lo lắng cho cái việc là không ra clip auto chat. Thậm chí là có anh em còn sang kênh nhạc của tôi để anh em comment vào. Thật sự là anh em cũng rất thích tôi chơi cái tựa game này, tôi cũng biết cái điều đấy. Thì tôi cũng có chia sẻ với anh em rồi, là thực ra ấy, là tôi vẫn luôn cố gắng làm thế nào để sắp xếp cái công việc của tôi làm việc một cách hiệu quả nhất có thể, để có thể là auto chat nó sẽ ra clip thường xuyên đều. Đấy, vẫn có thể ra được video clip thường xuyên và cái công việc của tôi nó vẫn không bị ảnh hưởng. Đấy, tôi cố gắng tôi sắp xếp làm nào tôi có thể là phục vụ được tất cả mọi người nha anh em nhá. Và thực ra là kể cả về cái phần âm nhạc ấy, thì tôi cũng xin chia sẻ với anh em là nó cũng là một cái cũng là phục vụ mọi người thôi, cũng là về giải trí. Nó cũng giống như auto chat vậy. Các anh em thích chơi game thì các anh em xem auto chat. Còn có những anh em khác, đấy, có rất nhiều người người ta không thích giải trí bằng cái việc là xem phim hay là xem game, mà người ta núp người ta giải trí là người ta nghe nhạc. Thì tôi cũng hướng tới là cái việc là giúp mọi người giải trí thôi nhá. Phục vụ là gì? Từng bữa ăn, từng giấc ngủ cho mọi người. Khi mà anh em ăn thì anh em có thể anh em sẽ không nghe nhạc mà anh em xem game auto chat. Nhưng mà khi anh em ngủ thì tôi nghĩ là anh em lại thích nghe nhạc hơn. Đấy, tất nhiên là không phải là các anh em ở đây, mà anh em ở chỗ khác. Các anh em yêu âm nhạc. Đấy, thì các anh em sẽ khi mà đi ngủ thì người ta thường người ta nghe nhạc, hoặc là người ta làm việc. Như là tôi chẳng hạn, tôi ấy, thì bản thân tôi là khi mà tôi làm việc ấy thì là tôi nghe nhạc. Đấy, xuất phát từ bản thân.
Kể cả là tôi chơi game, anh em cũng thấy là tôi có lồng nhạc vào, đúng không? Và đây là ở trong cái con game Auto Chess này này, là tôi đang sử dụng nhạc của người khác. Mình làm được nhạc nhưng mà mình lại đang sử dụng nhạc của người khác. Bởi vì làm sao? Bởi vì là cái nhạc của người khác ấy, nó lại rất hợp với cái game này luôn. Anh em thấy là cái đoạn nhạc mà tôi lồng vào trong cái con game này này, nó rất hợp. Nhưng mà cái nhạc của tôi thì nó lại không hợp. Thế cơ, nhạc của tôi thì nó lại có một chút gì đấy nó nhẹ nhàng hơn, nó lại không hợp với cái bộ môn này. Thế nên là nó cũng chưa sử dụng được. Đấy, sắp tới thì cũng có thể sẽ sáng tác một vài bài epic một chút để nó có thể phù hợp hơn với cả cái con tựa game này. Sau đó nó sẽ thay dần ra. Lúc đấy thì cũng sẽ không phải sử dụng nhạc của người khác nữa. Sử dụng nhạc người khác thì nhiều khi là nó cũng rắc rối lắm anh em ạ. Có những cái nhạc ấy mà nó lúc đầu tôi tìm nó là free. Nhạc free cho mọi người, không bị đóng bản quyền, nhưng mà sau một thời gian nó lại chuyển sang là bản quyền. Giá mà thật sự. Mà đã dính bản quyền rồi thì là video bị tắt kiếm tiền luôn. Thế là lại phải bỏ tiền ra mua bản quyền thôi. Cái đợt trước có một thời gian mà coi như là thông báo bản quyền liên tục. Mà bây giờ mà đi mua từng bài thì nó mất nhiều tiền và nó mất rất nhiều thời gian. Đấy, xong rồi lại có một cách nữa là đi xóa, xóa cắt cái đoạn mà nó bị dính cái nhạc bản quyền ấy. Trời ơi, bây giờ mà đi edit từng video một, thứ nhất là nó mất rất nhiều thời gian, thứ hai là gì? Tự nhiên nó mất cái nội dung đi. Bây giờ cắt một cái đoạn đấy đi, tự nhiên đến cái đoạn đấy nó không có thấy âm thanh gì cả. Nó rất là buồn cười. Thế nên là thôi, xác định luôn là mua bản quyền luôn. Thế là đóng một cái tài khoản EPD Mix Sound 15. Nhưng mà đến sắp tới là cũng sắp hết hạn rồi. Không biết là có nên gia hạn không. Mà nếu mà gia hạn ấy thì vẫn sử dụng được những cái nhạc này. Còn nếu mà không gia hạn nữa thì những cái nhạc mà tôi đang sử dụng ở trong cái video này là nó sẽ phải chuyển đây anh em ạ. Đấy, sẽ phải chuyển sang cái nhạc khác. Và nếu mà chuyển ấy thì chắc chắn là phải tự sáng tác thì nó mới không mất tiền rồi. Thế là tôi cũng đang tính cái điều đấy. Nhưng mà có một cái điều mà tôi cũng đang lăn tăn, đấy là cái nhạc này nó đang quá quen rồi. Cái nhạc này nó đang rất là phù hợp với cả cái con game mà tôi đang làm nội dung. Đấy, nó quá quen rồi. Anh em nghe là anh em biết ngay Tuấn Cơm đang làm đúng không? Bây giờ đổi cái nhạc khác sang không biết là nó có còn hay không? Có còn phù hợp không? Thế nên là tôi cũng đang rất là cân nhắc. Hình như là chưa gặp cái thằng Echo đi vậy. Chưa gặp thằng Echo. Rao này sẽ bỏ bài ra anh em nhé. Bỏ bài ra phá. Tôi đang không có chuỗi gì cả nên tôi phá thôi. Ok. Rồi. Hay quá. Chắc chắn là phá rồi. Úi dồi. Quá tuyệt vời anh em ạ. Thề. Này đánh chuỗi thắng được ấy chứ. Hai đỏ ở trên. Tăng cơ cũng khá là trâu. Cái gì kìa? Ui, cảm ơn luôn. Phá chuỗi được, cảm ơn cả. Ui, quý hóa quá nhỉ. Bạn quả là một cái người tốt. Ok, thế là bây giờ là chúng ta có thể là đánh lưỡi thắng đấy. Bắt đầu có thể đánh lưỡi thắng rồi. Đang có hai cái nhà nó đang có chuỗi anh em ạ. Có lên là up 7 không nhỉ? Up 7 thì cho thêm một con rồng vào à? Thằng này đã câu ra được hai con gấu tổ rồi ạ. Thầy ông nội hai con rồi. Càng đấy. Trận này có bao giờ gặp Meteorite không? Meteorite kẹp đỏ không? Trận này lại không có Battleman. Ơ, đùa này. 6 Hunter đúng không? Đúng rồi. Lên 7 luôn. Đánh chuỗi thắng luôn. Chưa tính là có một con 2 sao vứt ở bên ngoài đấy. Dã man thật sự. Có thêm một con 2 sao ở bên ngoài. Nhưng mà chắc là phải lên 8 mới nhét được vào. Chứ còn bây giờ để 6 Hunter thôi. Trận này tôi nghĩ là tôi có thể là tôi sẽ chơi đỏ. Gót đỏ cũng được. Hunter cũng được, gót đỏ cũng được anh em nhé. Tùy để xem là có ra là những cái con quan trọng, con co quan trọng không. Mà trận này có rớt anh em ạ. Có rớt ngon. Chơi gót ngon. Bắn đau thật đấy. Được đấy nhở. Sắp có chuỗi rồi.
Hay. Nên là con rồng lên 2 sao này. Chưa gặp thằng có chuôi anh em ạ. Thằng có chuôi là đang chơi Greater. Đấy, nên là tôi tách sang hai bên. Tách đội hình sang hai bên để chống Greater. Không bị úp lồng. Chứ còn đứng tụm lại mà nó chụp lồng một phát thôi là toang luôn. Đánh như này cho nó an toàn. Tách ra biết đâu đấy chúng ta lại ăn được đúng không? Đấy rồi, ăn được không? Ui lũ úp rồi kìa. Ô thế vớ vẩn thua không? Ui con rồng của tôi là không kiểu hóa anh em ạ. Ơ nhưng mà vẫn có thể ăn được nhá. Vẫn có thể ăn được nhá, vẫn có thể ăn được nhá. Ồ. Xin nhá. Quá tuyệt vời. Superman. Chơi con đỏ để mua tiếp cũng được. Superman 3 sao à? Có thể cái đợt này sẽ chơi nhiều cái bộ gót đỏ, bởi vì là sang meta mới khả năng cao là sẽ không chơi nữa đâu. Sau khi update là chúng ta sẽ không được chơi gót đỏ đâu anh em ạ. Bộ gót đỏ gần như là không ai chơi nữa rồi, do là rất khó form. Con Storm Shaman con 4 tiền nó lên 5 tiền. Đấy. Tức là phải ra được trong truyền thuyết là nó phải có Storm Shaman với cả Batman mới chơi được. Khó chơi lắm. Bỏ cái con Storm Shaman ở trong cái bộ gót đỏ là nó đã mất một cái hiệu ứng hack của cái bộ Shaman rồi. Xong rồi nó lại mất một con khống chế mạnh nữa, một con có Static Storm khóa skill của đối thủ nữa. Nên là cái bộ gót đỏ bây giờ phế cực kỳ luôn ấy, sau update ấy. Nhà meta này có thể là chúng ta làm quả cuối tri ân cái bộ gót đỏ này đi. Như là chúng ta đã tri ân cái bộ God Warlock ấy anh em ạ. God Warlock. Dã man. Nhớ không anh em? Anh em có nhớ bộ God Warlock không? Chắc đã từ rất lâu rồi chúng ta không gặp lại cái bộ ấy nữa. Anh còn nhớ hay là anh đã quên? Dã man thật sự. God Warlock có khi là vào hang 2 mùa rồi nhỉ. Chắc là phải đến 2 mùa rồi đấy. Chưa thấy xuất hiện trở lại luôn. Không thể ai chơi luôn. 6 Warlock không ai chơi. Ác mộng bây giờ là phế toàn tập. Không thể ai chơi có ác mộng cả. Tôi nghĩ là cái meta tiếp theo nó đã đến lượt cái bộ đỏ nó cũng sẽ như thế đấy anh em ạ. Tiếp tục nó sẽ là bộ đỏ. Sẽ vào hang. Không biết là Warlock có quay trở lại không. Cũng chưa có cái sự thay đổi gì cả. Đấy, chưa thấy cái sự thay đổi. Nên là cũng chưa biết được là có quay trở lại không. Hy vọng là chúng ta sẽ được chơi trở lại cái bộ Warlock. Lâu lắm rồi không được chơi một cái con tướng trâu máu đúng không? Con tướng cỡ 20k máu đi. Đấy, xong đánh toàn đánh kiểu hòa xong rồi kéo dài đến khoảng round thứ 60 đi. 60-70. Kiểu trận đấu dài nhất trong lịch sử Auto Chess đi. Thế nó mới vui anh em ạ. Lâu lắm rồi không có những cái trận đấu như thế. Bây giờ các cái trận đấu rất nhanh. Meta này thực sự là đánh kể cả đến late game thì nó cũng chỉ đến khoảng round thứ 40-45 là hết cỡ rồi. Không thể kéo hơn được nữa rồi. Late game thì toàn kiểu đánh đôi công, kiểu siêu late game, toàn mấy cái bộ ngũ long hóa hình đánh với nhau ấy. Toàn mấy cái bộ siêu late game đánh kết liễu đối thủ rất là nhanh, đánh đôi công. Nó không như ngày xưa đánh cực kỳ lì lợm luôn. Ngày xưa là cái meta nhây, đánh mất rất nhiều thời gian cho một trận. Bây giờ thì nó đánh nó cũng không quá nhiều thời gian cho mỗi trận đâu. Tôi nhớ những cái đợt mà có những cái video của tôi mà nó dài từ tiếng rưỡi. Dã man thật sự. Thế mà vẫn có anh em xem gần hết anh em ạ. Có những anh em có khi còn xem hết ý. Chả phải nói là gần hết đâu. Có khi là có anh em xem hết luôn. Hết cả một cái video tiếng rưỡi luôn. Nhiều khi là tôi nghĩ là các anh em có thể anh em xem xong lâu quá anh em ngủ quên. Anh em để video clip nó cứ chạy xong anh em ngủ quên mất. Thế anh em vẫn là xem hết video. Theo như cái báo cáo ở trên YouTube báo cáo lại cho tôi là tôi thấy là anh em vẫn là xem hết. Nhưng mà thực ra không phải. Anh em chỉ xem có khoảng được 1/3 thôi. Xong rồi anh em mệt quá anh em đi ngủ mất. Meta. Mấy cái meta. Kiểu nhớ mấy meta mà có cái con Scarlet Lancer làm co ấy. Trời ơi. Rất lâu luôn. Scarlet Lancer làm co này. Hay con gấu tổ làm co ấy. Đánh nhây cực kỳ luôn. Ngày xưa ấy con gấu tổ nó cứ lặn xong nó lại ngụp xong nó lại lặn ấy. Anh em nhớ cái meta đấy không? Cực kỳ lâu và mất thời gian. Sau đấy là đến cái meta mà có con chó bất tử cũng thế.
Trời ơi, con chó bất tử. Con chó bắt tử 50k máu. Đánh đến Tết cũng không hết được cái trận đấu luôn. Không có kết liễu đối thủ mà đối thủ cũng không thể kết liễu được chúng ta. Con chó bất tử cuối cùng là thôi. Kẹp vào cái bụng Hunter đấy là coi như là đánh đến khi nào mà đối thủ chán, có đối thủ quýt thì coi như là hết trận đấu. Anh em nhớ không? Đấy. Hoặc là có thể là hai nhà cùng chơi con sói. Cái quả mà hai nhà cùng chơi con sói cơ. Tôi nhớ cái trận đấu mà hai nhà cùng chơi con sói là thôi. Coi như là lên game là chuyển sang Gladiator. Thế là trận đấu kéo dài mãi mãi luôn, không bao giờ kết thúc. Meta của tăng cơ nó là như thế đấy anh em ạ. Mà tôi nhắc lại bây giờ tôi lại thấy là hơi hoảng rồi. Nên là thôi, có lẽ là cái bộ Warlock cứ cho nó đóng hòm đi, đừng có cho nó quay trở lại vội. Quay trở lại lại gót Warlock và du xoay đúng không? Bất tử nhưng mà lâu lắm anh em ạ. Đánh nó lâu mệt. Nhớ có cái hôm mà tôi ngủ trưa ấy, tôi dậy nó khoảng đâu đấy khoảng 2 giờ, xong rồi tôi bảo là thôi bây giờ kịp làm mới clip. Làm một clip rồi chiều làm xong rồi đi đón con. Cuối cùng là đánh đến lúc đi đón con cũng vẫn chưa xong. Thế là video là phải quit thôi. Rất là lãng phí. Ok, vậy là chúng ta đang có chuỗi cộng 7 rồi. Tôi nghĩ là tôi sẽ tiến thẳng lên level 9, level 10. Up dần rồi anh em ạ. Cái tầm này tôi cũng không cần giữ chuỗi lắm đâu. Làm sao có up lên 9 thì kẹp vào 4 đỏ vào. 4 đỏ thì có thể là chúng ta sẽ giữ chuỗi này thêm được một thời gian nữa. Đấy, sau đó là up dần lên 10 đó. Up dần lên 10 chuyển về các đỏ. Những cái trận đấu mà không ra được cái con Mueta lên 2 sao sớm ấy, hoặc là con súng nó không có cái cơ hội lên được 3 sao ấy, thường là tôi sẽ đánh Hunter sau tôi chuyển về gót đỏ thôi. Chứ còn nếu mà nó có một cái cơ hội ra một con co lên được 3 sao thì tôi cũng vẫn chơi Hunter. Xong late game nó sẽ là 9 Hunter kẹp tạm với cả con Light Spirit, rồi chuyển dần sang là chơi trọng chó nhưng mà đánh tay. Đấy, chơi trọng chó đánh tay. Trọng chó đánh tay cũng rất là ok. Cần một con co đánh tay khỏe. Sau đó là kết hợp với cả 4 con mục sư thôi. Đấy, thế là cướp được bài của đối thủ. Dư một slot để kẹp thêm con Storm Shaman vào là xong. Vẫn chơi rất là ok. Hiện tại là cũng đổi được đồ cam rồi này. Nhưng mà nếu mà bây giờ đổi ấy, thì là sẽ mất chuỗi đấy. Bây giờ đổi là mất chuỗi. Nên là tôi không đổi. Trận này vẫn có Greater nên là cứ tách đội hình ra thôi anh em ạ. Ok. Để thế này cho nó an toàn. Những cái con cò sẽ tách biệt hẳn ra để chúng ta có thể bắn được khi mà gặp Greater. 9m luôn này. Khỏe đấy. Vẫn ăn được chứ. Ok không? Ăn được không? Vẫn ăn được. Hay quá nhỉ. Thế là chúng ta vẫn giữ được chuôi anh em ạ. Chuôi cộng 8 rồi. Tiết kiệm tiền thôi. Như này chúng ta sẽ có thêm cái hack nữa này. Như này ngon hơn. Cho Storm Shaman cầm đồ nó tung trưởng sớm. Ok. Assassin à? Thằng này chơi cái gì nhỉ? Vừa có Assassin vừa có Hunter, chơi hơi lạ. Chả biết là chơi cái gì, nhưng mà thôi không sao. Thế là lại giữ được chuỗi. The Alpha always
Trên này có 4 cọc đấy. Trên này cái ghép được 4 cọc vào. Nếu mà chơi Gladiator late game có thể chúng ta chuyển sang cọc. Thực ra cũng chả cần cọc anh em nhỉ. Cần quái cọc. Đỏ nó không có sợ cái bọn đấy đâu. Không sợ Gladiator. Đỏ này trên này không có Bad Omen thôi, nhưng mà cũng không sợ Gladiator đâu. Bộ đỏ nó khá là trâu. Nhưng mà trận này chơi chơi đỏ gì? Không, chơi 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 đỏ, chơi đỏ kết hợp với cả Light Spirit à? À trận này có Light Spirit. Dồn đồ cho Storm Shaman à? Ui, lần này thua này. Điêu nhỉ. Lần này cung đen nó không được bắn. Ơ có thua không? Vẫn không thua cơ. Ờ. Phải thật sự anh em ạ, lại có chuỗi. Vẫn giữ được chuỗi. Được thế nhỉ? Hunter chính ra là ổn đấy. Có đồ cái là ổn ngay. Bây giờ mà lên 10 kẹp thêm con gấu vào là vẫn có thể chơi được nhá. Kẹp thêm gấu vào có 2 bit này. Rao sau chưa chắc đã về gót đỏ kịp đâu anh em ạ. Chưa chắc đã về kịp gót đỏ. Này thấy ông lội lên được 2 sao kẹp với cả Warlock này. 4 Metalit. Đang này vẫn vẫn thua không? Chắc là thua rồi. Đang này ăn kiểu gì nhỉ? Không được, không giết được con này. À được không? Không được, không được, không được. Chịu không? Metalit kẹp với cả Warlock. Nhây lắm. Bộ Hunter này nó không phải là cái bộ kiểu dồn đam mạnh ấy. Dồn năm mạnh nó phải có beat các thứ nó tích stack thì may ra mới giết được. Thôi kệ đó. Tí nữa tôi không chơi Hunter mà, không phải lo lắng. Tí nữa chơi gót đỏ ăn được thôi. Riêng gặp cái con gấu đấy cứ dồn đồ cho Storm Shaman là được mà. Dồn đồ cho Storm Shaman thì cái con đấy nó không bay được nữa. Không bay nhảy được là thua ngay. Đang chơi kiểu cái meta này, cái bộ đỏ nó có cái con Storm Shaman ấy. Nó có hack và có khống chế, đánh rất là sướng luôn. Nhưng mà sau này cái con Storm Shaman này nó không ra, nó không có thì khả năng những cái bộ kiểu như này nó sẽ không mạnh đến lúc mà đến được round 25 này đâu. Mất một cái hack, mất một cái khống chế thì khả năng là nó sẽ không thể mạnh như này được. Chúng ta sẽ mất chuỗi khi mà chúng ta chơi Hunter sớm thôi. Mà Hunter meta sau tôi nghĩ là sẽ là một trong những cái bộ súng hồ đấy anh em ạ. Nó có một cái món đồ mà rất là counter ở cái bộ Hunter luôn. Có cái món đồ của cuối nó là cái nhẫn ấy, nó có cái hình cái nhẫn. Hồi hồi 20% mà là 20 máu một giây. Đấy và có khả năng block 120 dam. Thì cái bọn Hunter lại bắn vào là như gãi ngứa luôn. Chỉ một cái món đồ mà nó counter cả bộ luôn. Nghe nó cũng hơi sai nhưng mà đó là cái sự thật. Ở trong meta sau đấy anh em ạ. Meta sau nó sẽ có rất nhiều cái sự thay đổi. Cái bộ Feather nó mạnh một cách quá khủng khiếp luôn ấy. Thậm chí là tôi nghĩ là nếu mà chơi 9 Feather giờ cũng không sợ 9 Hunter đâu. 9 Feather mà cây đủ đồ, 9 Hunter bắn gãy cung. Bắn có trúng được nhưng mà cũng không mất máu của nó ấy. Thằng này lên được 10 này, cắt chuỗi phát lên 10 luôn. Khỏe thật sự. Giết được không? Nó nhảy phát nó đầy máu. Tầm này chưa có gót thì không ăn được đâu. Ui đồ kìa. Vãi. Khó chịu thế nhờ. Sir Woodman. Con Doom này sẽ có trong đội hình. Để tí nữa còn Doom và con gấu anh em ạ. Ok gậy xanh.
Đương nhiên là sẽ lấy gậy xanh đầu tiên rồi. Trận này có thể gậy xanh sẽ cho rớt hoặc là cho, ở đây là có cả con Light Spirit hoặc là rớt hoặc là Stone Shaman đều dùng được. Ngoài ra bộ tướng truyền thuyết còn có tới 3 con là 5 đô ở cái bộ mét. Cũng rất là ok đấy. Predator cũng sắp lên được 3 sao rồi. Sáu đỏ vào đã. Cho sáu đỏ vào đã anh em ạ. Giữ máu tí. Hiện tại tôi vẫn chưa có cái con Grand Herat. Grand Herat hình như chưa ra con nào thì phải anh em ạ. Bây giờ bắt đầu là đánh chuỗi thua rồi đấy. Hơi toang nhỉ. Từ từ nha. Bây giờ ra con này thì lại hơi muộn rồi. Bán cái này đi. Thôi chắc chả dùng con này nữa. Úi kìa. Thôi chết rồi, sai lầm rồi. Rang này mất nhiều máu rồi anh em ơi. Square không có tác dụng với bọn beat này. Ui mẹ ơi. Phải. Cái pha chuyển giao này là nó hơi bị gắt đấy. Storm Shaman này. Quả chuyển bài này là chuyển gắt quá nên là nó bị lọt nhiều. Chưa có Grand Herat luôn. Này có chiếc Shaman không nhỉ? Thôi, không. Grand Herat ơi. Sin Witcher này. Trên này có Sin Witcher. Rớt. Chưa có Grand Herat anh em ạ. Cay nhờ. Thế này mới có 2 gót thôi. Tạm thời cho rớt cầm đồ, coi như là chúng ta có một con rớt 2 đấy. Nhưng mà tôi sắp bay màu rồi. Round sau tôi phải xả hết cái tiền này để tôi kiếm con Grand Herat thôi. Sắp đi rồi anh em ạ. Bị đẩy mà từ 70 máu mà bây giờ còn có 30 máu. 70, 75 máu gì đấy mà bây giờ còn có 30 máu. Sắp đi nơi rồi. Sau có khoảng 3 round sắp bay màu. Căng thật. Đây rồi, ui rồi, may quá bạn ơi, bạn ra luôn. Xả hết đống tiền này luôn anh em nhé. Light Spirit này. Ui, hay quá. Được đấy. Thôi được rồi. Lập trường luôn.
Ổn chưa, ổn chưa? Cho con Line Sprig cầm gậy xanh cái đã. 4 gót. Thừa một gót à? Thừa một gót. Thừa một gót này. Quên mất chưa lấy đồ. Ăn nổi không? Được không? Cũng khó anh em ạ. Nào này chắc không ăn được. Gấu cực kỳ khó chịu luôn. Lick có mua nhá, con này mua. Tí nữa chắc là chuyển đồ cho Lick đây anh em ạ. Ok. Tất cả những con này đều phải dùng hết game. Trận này phải counter nhiều đứa, nhiều thứ lắm. Tôi quyết định là tôi sẽ giữ lại những con ở dưới này. Ok, đổi một cái món đồ tím đi. Ro. Rồi, cho rớt cầm là được. Chín mét gậy xanh. Ây à, Line Sprig vẫn sống, vẫn có thể ăn được nhá. Ui ui, Line Sprig nó gánh nhỉ. Gánh thật sự. Sử tôm Saman thì thôi, cho sử tôm Saman lên được 2 sao rồi, cầm gậy xanh đi. Doom cho vào đây luôn. 4 gót. Thừa 1 gót mà. Con Khang để tí nữa, nếu mà chuyển sang cọc thì mới nhét vào thôi anh em ạ. Tầm này đang thừa gót rồi. Sir Woodman cũng sắp lên được 3 sao này. Lick có thể thêm một quả trứng nữa đập luôn. Chuyện này đánh đều lắm anh em ạ, anh em nhìn máu kìa. Đều nhau tăm tắp luôn. Rao 33. 33 mà mới ra đi được có 2 nhà thôi. Và cái lượng máu nó là sàn sàn với nhau. Có nghĩa là bây giờ những cái vị trí top 1, top 2 chưa chắc đã là ở cái vị trí top 1, top 2 đâu. Vớ vẩn là top 1 với 28 máu kia rất có thể là sẽ bị bay màu top 6. Bây giờ đang giai đoạn rất căng thẳng đấy. Game rất đều luôn. Ăn nổi thằng này không? Ăn được không? Được. Hay quá, còn một máu đi rồi. Đấy, một lúc ra đi hai nhà luôn. Căng thẳng thật sự. Superman sắp lên được 3 sao rồi. Bây giờ đổi được cái Blink. Đây rồi. Sẽ phải có một cái Blink đây anh em ạ. Vòng sau bọn Greater không là úp lồng hết. Có một con vòng sau vẫn hay hơn. 9 mét gậy xanh này. Rồi xong rồi. Tạm biệt nhá. Rất khó chịu luôn. Ok, vậy là chúng ta còn hai nhà thôi. Còn một nhà Greater, một nhà con gấu. Con gấu tổ cũng sắp đi rồi anh em ạ. Gặp Greater đẩy cho còn có 10 máu thôi. Gấu tổ thì sức mạnh của nó sẽ không thể gia tăng ở nữa đâu. Nó chỉ lên được một con 2 sao thôi mà. Kẹp với cả Saman. Kẹp với Saman thì thoải mái. Cái tầm này không sợ. 6 đỏ thì còn nhây được chứ kẹp Saman thì nói chung là vô tư đi.
máu có bé tí mà. Tí nữa con Storm Shaman này nó khóa chiêu là xong. Đứng im ở trong vòng đến chết. Con này nó tung trưởng liên tục anh em ạ. Nó sẽ không có cái cơ hội nào mà có thể tung trưởng được để mà chạy được chạy trốn đâu. Cái con gấu tổ nó phải có cái BKB thì may ra nó mới thoát được. Còn không thì chắc chắn là nó sẽ gặp tôi là nó sẽ đi thôi. Vậy là solo late game là solo với cái thằng ấy á. Thằng Gritter à? Solo late game với Gritter thì cũng có chuẩn bị rồi. Ở đây cũng chuẩn bị rồi. Yên tâm. Ra tiếp theo gặp thằng nào đây? Để xem ra tiếp theo gặp thằng nào đây. Thôi đổi đồ cam tiếp anh em nhá. Kiếm cái hack. Kiếm cái hack. Đây rồi. Quá tuyệt vời luôn anh em ạ. Đồ chuẩn đấy. Chuẩn đồ này rồi, vô tư rồi. Ui dồi ôi, lick à. Lick 2 sao. Chả cần Doom nữa. Ok. Rồi dồn đồ cho cái này đó. Cầm lick này đánh với Gritter là đỡ hơn anh em ạ. Rao này thì không gặp Gritter bản chính. Gặp bản gặp cái thằng thằng gấu. Gấu có BKB. Gấu có BKB có gậy xanh. Khó chịu nha. Được không? Con lick của tôi đã bắn trưởng liên tục mà không giết được nó kìa. Được không? Một lần tung trưởng nữa thôi. Rồi, đấy, ăn được mà. Ôi chết, quên. Ôi kìa. Ui giời ơi, tôi lóc lại rồi mà cuối cùng tôi lại bỏ lóc ra. Chán thế nhở. Tôi tưởng quả đấy ấn kịp rồi. Thôi rồi, round này gặp Gritter. Chắc chắn là round này gặp Gritter đấy. Tách đội hình ra. Ok nha. Yeah. Riêng Gritter mà gặp cái con lick này thì anh em nhìn kìa. Cái quả cầu nó lăn đến đâu mà chết đến đấy. Trời ơi anh em nhìn nó dí đam kìa. Khỏe luôn anh em ạ. Đẩy bay máu. Khá nhiều đấy. 18 máu luôn. Cái liêu con gấu ấy nhở. Thằng Gritter chả nhẽ không kết liêu cái thằng gấu kia. Con gấu bây giờ nó cũng khá là căng đấy. Nó có BKB này. Xong rồi nó có cả gậy. Nó có bất diệt và nó có cả gậy xanh. Đấy nó cũng khá là khó chịu. Round này chuyển đồ cho Storm Shaman. Round sau chúng ta gặp thằng gấu rồi. Nó có đi round này không nhỉ? Vẫn còn một máu anh em ạ. Vậy là round sau là chúng ta sẽ gặp nó đấy. Chuyển đồ cho Storm Shaman. Cho Light Speed vào thôi. Hy vọng là sẽ hack được con gấu. Hoặc là khóa được skill của nó. Không cho nó chạy. Round 38, 39, 40. Round này giết lốt cái thằng kia. Round sau là kết thúc trận đấu là vừa. Không kéo dài sau round thứ 41. Nó có đống đồ nguy hiểm lắm. Ăn được không? Có BKB, có bất diệt luôn đấy. Có gậy xanh luôn. Có hồi màu cuối. Con gấu ấy đồ mắc binh rồi. Nhưng mà thôi chết rồi bạn ơi. Chết rồi. Ấy ơi nhưng mà trời ơi cái bóng á. Thề. Chúng ta gặp bóng. Ok bây giờ chúng ta sẽ gặp bản chính thôi. Nó chắc chắn nó sẽ đi thôi anh em ạ. Hai thằng kia đánh nhau lâu rồi đấy. Vẫn chưa kết liễu con gấu kìa. Nó lại thắng rồi. Gặp cái bóng thì thua Gritter. Nhưng mà gặp bản chính thì lại thắng. Điều thật.
Mà cái round này gặp tôi thì chắc là không thoát được rồi. Storm Shaman cầm đồ. Bây giờ hiện tại con Storm Shaman của tôi nó rất là khỏe. Khả năng tung trưởng liên tục luôn. Thế là nếu mà con gấu mà đứng ở trong Static Storm thì chắc là đi luôn. Không ra được khỏi cái bão luôn. Bão điện tử là chỉ có đứng một chỗ thôi. Đây rồi. Ơ, Storm Shaman bị hack anh em ạ. Vãi đái. Còn có tí máu kìa. Làm ăn được gì không? Được không? Không được rồi. Vẫn chưa kết thúc một trận đấu. Vãi. Thế đánh đến round 40 rồi. Tôi còn bị cắt chuỗi kìa. Cay nhờ. Con Storm Shaman nó chết nhanh quá. Vẫn không có khả năng giết được thằng này luôn. Kéo tận ra thứ 41, 42 à. Thôi tôi nghĩ là tôi lại dồn đồ cho con Lick anh em ạ. Storm Shaman và mấy cái quả như thế thì phế quá đi mà thôi. Thôi để Lick cầm. Con Lick nó dồn đam nhanh hơn. Nhất là khi mà vào nó tung hai cái quả skill ra ấy. Là gần như là hai cái quả đấy nó đã clear hết rồi. Còn lại thì nó sẽ là 10 đánh với 1 thôi. Round tiếp theo thì gặp Greater, tôi nghĩ để này ngon hơn. Nói chung là cứ chuyển ra chuyển vào đó. Gặp gấu lại chuyển sang Storm Shaman. Ui rồi ôi, quá tuyệt vời anh em ạ. Được đấy. Tại sao lại không nhỉ? Đủ ngon đấy. Rất hợp luôn. Bây giờ round này kết liễu cái thằng thằng Greater solo với cả cái thằng gấu ở cái round cuối cùng. Round thứ 42 kết liễu lốt thế là xong anh em ạ. Chắc chắn là tôi sẽ thắng thôi, không thua đâu. Tầm này bây giờ League là League 3 sao rồi, rất mạnh rồi. Đấy, anh em cũng có thể thấy cái quả bóng nó lăn kìa. Trời ơi, mẹ lăn đến đâu chết ở đấy luôn ạ. Thề, cái quả bóng nó chạm vào con nào là con đấy chết. Trừ cái con Phong Vũ thôi. Nhưng mà cũng đi thôi. Rồi, sao? Ok, vậy là round sau sẽ là cái round cuối cùng rồi. Dồn đồ cho Storm Shaman. Chuyển đồ cho Storm Shaman làm phát cuối là xong anh em ạ. Nó chỉ đơn giản thế thôi mà. Mà nếu mà thua lửa nhá thì tôi dồn đồ cho con Du cũng được. Ok. Trời ơi, kết thúc trận đấu rồi anh em ạ. Không ngờ nó lại thua cái thằng Greater. Chắc là bị úp lồng đến chết rồi. Rồi anh em thấy hay để tôi một like nhá. Anh em chưa đăng ký hãy đăng ký kênh để xem thêm các clip khác của tôi. Và nếu có thời gian anh em có thể chọn clip bên trái. Mời anh em xem trước cái meta mới. Những cái gì thay đổi sẽ được nói hết ở trong cái video clip đó anh em nhá. Và anh em cũng có thể chọn clip bên phải để xem một cái trận đấu khác. Con quái vật 20k máu thì nó mạnh như cỡ nào anh em nhá. Anh em chưa xem anh em xem đi, hay lắm, cứ tin ở tôi. Và cuối cùng, nếu anh em yêu quý tôi, anh em có thể đăng ký hội viên ở trên kênh để ủng hộ cho tôi bằng cách ấn vào link ở trên màn hình kết thúc cũng như là link ở dưới phần mô tả của mỗi video. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những clip tiếp theo. Bye bye.